Đạp đồng nguyên con, sân nguyên con luôn. Toyota G-Round nha anh em. G-Round nha anh em. Toyota G-Round, G-Round 3.0. Nọc sàn luôn à. Hết. Hả? Nọc sàn hết luôn đúng không? Cái mục một quá trời mục luôn. Nọc sàn đầu phía hết luôn. Cái này đâu sơ nguyên con hả? Không ạ. Mục hết. Trời ơi. Mục rồi. Thế xe đó chạy vậy hoài hả? Chạy hoài hả? Rồi. Cái xe này nó ngon đều mục quá mục. Cái gì vậy? Rồi tháo hết ra luôn. Dĩa điện đồ nè, phục quá đi, điện đây. Cút xài tôi quẹp bên lầy. Xe thời hồi cũ xưa mà không có điện hết trơn các bạn thấy không? Tôi quẹp bên lầy đừng quan. Gom. Cái đó thì cũng xe. Với lại cũng xe. Lạnh không? Sao mấy lạnh vậy đó? Đông lạnh. Mở cửa một chút lạnh cho. Lạnh sơ sơ hả? Lạnh không lạnh? Nhiêu độ rồi? Xe vừa bếp quá đi, biết cảnh như có luôn một người chơi cái nặng như bay luôn. Một hết đã làm động cái dây nè ghê không hồi hải à một ra nữa ra ẩm chết silicon sợ luôn à. Dán vô đây là bích à, hơn một nhả ra là một lỗ cho bả luôn giấy chơi chứ Hải. Cắt giấy chơi hả? Lận lấy cắt giấy lận. Vậy vậy keo vô rồi hả?
còn lại. Yeah.